Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái mã sản phẩm đó là cái hộp tiếp C 4 trong 1 2 ha. Thì đầu vào của nó là cổng tiếp C, mình có thể kết nối được với máy tính bảng có chức năng xuất hình ha. Mắt M1, M2, ra hai màn hình, cổng HDMI, độ phân giải của một cổng thì nó là 4K 60Hz, ra hai màn hình song song cùng một lúc như nhau thì độ phân giải của nó là 4K 30. Cái mã này nó có hỗ trợ xuất ra hai màn hình độc lập ha. Và hai màn hình độc lập thì nó chỉ hỗ trợ cho cái laptop có ngõ thân là bên 4 nha. Tiếp C BD hỗ trợ sạc được 60W, USB kết nối với con chuột hoặc là bàn phím ha. Mình đang sử dụng chuột nè, chuột hoạt động ha. Thì chất liệu của nó là nhôm nha,